Đẹp chứ, chuyển về nhà chú là đẹp lắm. Xin xin chào cả nhà nhá. Hôm nay sách bonsai giao lưu cho chú em một đôi mộc. Mua được mộc quý làm sao mà cháy được. Để cho chú em một đôi mộc phải chơi, chú đến ngắm. Chú kết từ lâu lắm rồi. Kết từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới chọn được ngày. Anh cầm đây cho em một tí. Này nè, hai chú bắt tay nhau một cái cho nó. Tại làm thế á? Đúng rồi. Chú Minh nhìn vào trong ống kính này cho nó đẹp, đúng không? Chúc chú về kiếm bộ to. Chúc chú về ba cây về trong lớn, tăng lòng chứng buộc to. Vâng, cảm ơn anh. Đẹp lắm. Đôi này chụp cho rất đẹp các bạn, một đôi mộc giả cô chậu đầu lòng. Làm kiểu anh nhé, kiểu anh cho em làm kỷ niệm. Đôi nó giả cây. Vâng. Đẹp quá. Như hôm anh em mình xem cái đông anh bạn này như cái xe đó mấy cây đấy em không mua đâu. Nhưng mà nó bán nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm. Tôi lại đặt ở nhà em thì được đấy, mộc già mộc cổ. Và anh em mình kê xong khiêng nốt cái này lên. Em bé chào các bác yêu cây trên cả nước đây. Chào các ông yêu cây trên cả nước đây. Các cháu chào ông yêu cây nhá. Về chơi chán để lấy những cái này làm bonsai. Đúng rồi. Cái này được rồi. Còn 20 đấy. Không thấp đâu. Thế kia không phải 10 con thoát. Không đến. Chắc không đến. Không chắc chắc đâu anh để chắc đẹp. Chắc chắc. Có điểm hết rồi chứ. Đưa cho cô lạ cô tác nghiệp. Đấy, rất đẹp. Hai anh ở đằng sau. Đằng anh Trương như ta đẹp hơn em, đằng trước một mình thì yếu hơn. Trương ra đây một phát đá. Không, giờ nó cứ lên thẳng đi. Đây này, đây này, đây này, đây này. Đúng không? Nhà phát này là hơi có lên, nó lên lạnh, nó cao. Anh ở đằng sau. Thích rồi, thiệt luôn. Đào. Cho tôi. Một phát nó mạnh lên. Chưa lên được. Chưa lên được.
không cần cứ về nào. Ra vào là được rồi. Nhưng lên phân nữa nhá. Được rồi. Tôi được lên hay du? Cho cái gì kêu nữa là cho nó phải vào vào nhau nữa được. Không sợ đâu. Có cái vải không? Không sợ đâu. Anh cứ vào. Lấy cái vải, em hay cầm tìm cái vải đấy. Không sợ được. Đi mình đi đường đấy. Đi chờ cái này cũng ô tô thôi. Kẹp tay, kẹp tay, kẹp tay. À thoải mái rồi, thoải mái vào trong hết rồi. Cứ cho vào tí đi. Không cần vải đâu, chị cũng cần đó. Không cần đâu, cái này nó không như ô tô, không đi nhanh được đâu. Chắc là vui này, con đấy. Nào. Ê, thế này nặng là sao lắm, nếu chắc lên dốc được. Không phải anh đi mà anh bò. Cố chạm cứ du. Có được không? Được. Đi. Vâng, vâng. Đang máu này thì không là đọng máu đang lên. Có gạch ở đằng trước đi không đi? Được chưa? Được ổn chưa? À, bỏ viết gạch chèn ra. Mi đâu ra? Mi đâu kìa? Mi. Mi đâu rồi? Kìa cháu nó chạy ra ngoài kìa. Mi ơi. Thế là mộc chủ nó mộc cổ nó về nhà đại gia các bạn ạ. À, thế mới khó nhỉ. Hai cây nó không muốn đi rồi. À, đây rồi. Lại muốn đi rồi. Thôi chào nhá. Chúc về cây mau lớn nhá. Sau năm là một to nhá. Cảm ơn nhá. Chào anh em thế nào. Thế là lên đường các bạn ạ. Trong, anh gặp mình hộ tí lên hộ tống. Bây giờ đi theo luôn này. Được rồi. Ngồi luôn lên đây. Đấy Trung ngồi luôn lên đây. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Xin hẹn quý vị và các bạn vào chương trình sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.